Chào mừng em trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang, chuyên về dòng xe full Chanel. Hai nhà Kiên Giang tiếp tục lên clip cho nên mình coi giải trí tham khảo luôn. Clip của nhà Kiên Giang hôm nay sẽ làm chiếc full 2 với mấy cái chiếc xe lặt vặt cù đó cho nó rồi đăng ký lên clip cho nên mình coi giải trí. Thì bữa nào cũng làm cho anh em bữa nào ngưng em mới thông báo cho anh em là ngưng thôi. Thì nên sẽ làm chiếc full 2 này nè. Của anh trai ở từ xa đến nhưng mà cũng có ngại không có gặp mặt thì em cũng đại diện đứng nói luôn. Thì cũng anh trai yêu cầu giấu dụng biển số. Thì em có dấu nha, xe này anh trai đến từ tỉnh An Giang nha, 67. Xe này tình trạng máy thì có làm rồi nhưng mà chắc thấy cũng chưa đạt hay đây nè. Xe này chủ xe có báo em á thì máy có vô đầu nồng 125, nồi có làm lại rồi thì chạy cảm giác chưa có được như zin nha. Nói chung chạy chưa có đã đó. Chạy thì xe vẫn chạy bình thường anh em, nói chung là xe anh em biết là hoạt động bình thường, còn lăn bánh còn hoạt động. Nhưng mà để chạy vô cái cảm giác đã giống zin á thì anh em phải làm sao giống zin mới được nha. Còn mình làm đồ Trung Quốc vô là chạy không có đường nào mà giống zin được anh em. Anh em biết là cái đồ zin với đồ Trung Quốc thì hai cái giá thành nó chênh lệch với nhau 1 với 10 vậy đó. Rồi anh em kêu mà làm sao mà cái đồ Trung Quốc mà rẻ tiền mà kêu ngon như zin chắc hơi khó đó, thật sự mà nói luôn á. Giờ cái xe này có vô mà vô đồ Thái hết mới nè, mà không biết ở trong vô cái gì nữa thì mở ra tiếp tục coi như thế nào, nữa biết được cái nè. Cho mấy đệ mở ra cái. Rồi chiếc khu 2 này bây giờ trẻ được phân nửa thôi. Thì em kiểm tra xe có cái nồi có đạp rồi, có vô đầu nồng 125. Máy giữa còn nè. Gen còn ngon nè. Em quyết định giữ lại luôn, em không có trẻ cái máy này, em chỉ cứu được cái phần nồi, cái phần đầu nồng có gấp có kỹ thuật như thế nào mà lại chạy không được nè. Đầu nồng 125 mà gấp đi miếng gòn cỡ này đây anh em chạy gì. Đó, nó dày nó cỡ như cái thớt vậy đó. Dày tao cũng cỡ 4 5 miếng nè. Thứ gì chịu nổi không? Tự vô đầu thái người ta mà canh con kiểu này thẳng sinh cam sao nó hú quá sao chịu nói. Còn cái nồi đây mở ra xong hết trơn rồi nè. Này đi đầu bò thái này nè. Này đầu bò thái cực bô nè, trong đầu đẹp á. Rồi đầu có 21 22 gì đó, nó chát này nè. Đầu đầu 22 nữa. Nè ET nè, số 22 nè. Đầu lòng mới chát. Em biết sao mà anh em gắn làm sao mà cái lòng không có vệ sinh hay gì đâu mà sọc hết lòng người ta mẹ nó rồi. Em coi này đường này đường trên đường dưới gì cũng vậy, do vô vệ sinh làm sao đâu sọc trơn, gấp ngược gấp gì không sọc cỡ này đây ngon lành gì nữa. Nồi canh miếng gòn thấy hết ha mày. Cái nồi đây xuống xe cái vớt cái chuông sọc gần hết trơn rồi nè, gì nữa đâu mà chạy. Bố xài bố vớt, không xài bố hãng mà xài bố vớt sống nổi chứ. Thì cái bài bố dán bố vớt này em có nói không biết bao nhiêu ngàn lần rồi, giờ nghỉ nói rồi này. Chủ xe đi mua đồ những cái bố này là chủ xe đi vô hãng mua nghe nè. Anh thợ nói bây giờ là xài đồ hãng với đồ Trung Quốc dùng đồ lô xài như nhau à, mua đồ hãng chi mất công cho tốn tiền đó. Thì đây là cái tác hại mà không chịu mua đồ hãng nè, mua nửa hãng nửa lô nè thì chạy không được thì cũng phải kiếm em à. Đó Linh cứ đi theo công thức đồ Trung Quốc đi, chạy không được cứ gặp em giúp cho. Nên mà cứ thà gì cứ thà thoải mái, em giờ nghĩ là cái vụ mà bố dán bố vớt này rồi, em cứ vớt thoải mái. Thì báo cho anh em biết luôn, khi mà vớt dán thiếu này nè muốn về riêng anh em mua bộ nồi hãng bây giờ không có dưới 4 triệu nè đó, anh em thủ tiền cho anh em biết cái giá luôn rồi đó. Nhớt dán thì cái anh em cứ lo tiền về zin là anh em thủ 4 triệu cho em. Còn cái lòng này để chút xíu anh em hỏi chủ xe coi xử lý làm sao đây mà sọc gân cưa hết trơn không biết nữa. Biết anh em gấp sao đây mà sắc ngoại quá. Giờ cái máy này em chỉ làm bao nhiêu thôi, không cần phải trẻ máy này. Em chỉ cứu được cái dàn đầu nồng với làm cái dàn bố nồi cho nó ngon lên thôi. Chủ xe có điều kiện thì về cái nồi zin, không có điều kiện em làm bố lại. Làm thì làm bố hãng hoặc là bố FCC chứ không có làm cái bố dán vớt này. Em đây không có làm cái bài công thức này. Công thức này em đã
gạch ra khỏi hóa đơn lâu lắm rồi không có xài tới nữa. Rồi em hỏi ý kiến chủ xe coi làm sao quay đồ cho anh em mình coi luôn. Rồi cục máy cái xe Phú Hai này thì cũng có chủ đi theo, xài cái gì quay cho anh em mình coi giải trí chơi. Thì trong cái nồi thì bỏ ra anh em ơi, cái nồi thì giữ được cho chủ xe được cái bố rin này. Cái bố này chủ xe mua bố rin em giữ lại luôn, bố này bố hãng anh em kiểm tra là đúng đồ hãng nha, em giữ lại cho chủ xe. Có cái bố ba càng với cái chuông á là em thay lại chuông mới nè, chuông kép thì C nè, FCC có đóng chữ nè đó. Em thay lại cho chủ xe lại ba càng mới luôn FCC luôn nha, chứ không có xài ba càng vớt dán như vậy nha, ba càng mới FCC. Còn cái phần đầu nòng bạc cái tông em mở ra vệ sinh nè, cái lồng thì em lao bóng lại cho nó đỡ sọc lại đỡ xước nha, chứ lồng không có sấy lên cốt nha, lao cho cứu chủ xe một cái đi, còn lần sau mà nó không im thì mình đã thay luôn này, gấp vô cái kỹ thuật sao mà không biết mà nó bị sọc xước nha, anh thấy không? Đuôi tông ta nè, ghép làm sao mòn hết trơn hai cái đuôi vậy? Này chắc do nguyên nhân chắc dơ nha mày, chứ máy kiểm tra nhớt bọn bơm bình thường mà đâu có dính cái gì đâu. Thì đầu nòng chủ xe mua đầu thái thì em giữ lại cho chủ xe, thái có chục bô nè. Thì cái trường hợp chiếc xe này á, thì chủ xe có đi làm có vô đầu nòng nhưng mà được cái bụng giữ lại nguyên cái bụng ra, cái bụng mình không cần phải chẻ, cái bụng kiểm tra này còn nó cốt cho chú xe dắt đi, dắt nào hết nó cốt hay mình hãy chẻ cái bụng mình hãy làm máy. Thì bây giờ vô hai món nào chạy em được thì đồ zin nên là kiểm tra cứu lại được, còn những trường hợp xe lại đây mà dính đầu lô là bỏ anh em chứ không cứu được nha, đầu lô thì anh em chỉ cài bừa thôi, đầu lô anh em kia em cứu lại thì gấp vô thôi, khỏi mở ra làm chi mất công cực khổ. Anh em biết đồ lô ở đâu giá trị đâu có đâu, lại đồ nó không có chuẩn không có đạt thì từ đó mới bỏ. Như trường hợp này là đồ zin đồ hãng hay đồ thái em giữ lại nè, có chuông thì xài ba càng vớt dán là kia em bỏ thôi, còn bố lá ghi thì em giữ lại rồi cho máy để mình nó gắp vô, cái nữa là cho anh em nghe tiếng máy xong rồi. Bữa nay thì em làm cái chiếc Q2 cho máy để gắp cái xe cù cho nó rồi nè. Bữa nay có anh trai ở bên Vĩnh Long qua nè, anh trai lên clip rồi khoảng chừng 20 lần rồi nè, lên lần thứ 21 anh Long ơi, cho khán giả này biết coi. Bữa nay anh Long qua quyết định quất hết cái đám này luôn anh Long, rồi qua quất luôn xe em nhàn luôn. rồi không gà thì em đã nguyên cái lô xe đó, em có nói bán không gài bán, gọi anh em có điện hỏi em đó thì em không có bán lẻ lẻ lẻ. Nên Long bữa lên clip thì Long đã coi clip rồi, Long chốt cái một rồi, thì nay anh Long qua hút cái chân cái đám xe này đi nè cho nó trống chỗ nè, anh em còn cái lỗ đặng em còn đặt cái bàn năng nữa, cái lô này anh kiểm tra từng chiếc rồi ok cho ha, Rồi. anh kiểm tra đi về bển anh rửa gáy này kia cho nó Anh Nhàn đang sạch hột nhất sẽ. 20-50 SN nha mấy anh em nào mua liên hệ với em nha, kênh Phụ Tùng Gã Xe Vĩnh Long á. Anh Long có kênh Phụ Tùng đó, mua mấy cái xe này về gã nè, không biết gã hay bán nguyên chiếc này nó thì về làm gì làm, gã Rồi. thì bán được món cho anh em, cũng muốn bán nguyên chiếc thì bán, thì Rồi tùy anh. anh, miễn có lợi thì có đồng lợi thì mình bán. Để em đưa ra cái giá này tụi em giá thanh lý rồi, đâu có đường nào lỗ đâu, sợ lỗ đem qua đây trả lợi được Thôi không? không có trả Rồi à. con đó thì sao, cái con này sao, con này thanh lý Thôi. luôn nè, lụm con này luôn không? Thôi con này để anh Nhàn chia cho mấy người đam mê đi. Chia người đam mê hen, Rồi. để bữa nay anh sẽ lên cái clip bán con này cho anh em sao. Rồi bây giờ cho cái dàn xe này cho mấy đệ nó đưa hết trơn dẫn ra đi. Chiếc xe tải thì không có vô đường này được, tại đi Long đi cái xe tải bự quá, đi cái xe tải nãy 2,5 tấn hay không, 2,5 tấn à. Để chút đi tụi em lù ra chở cái một ra xe cái hết trơn là xong rồi. Thì bữa nay em làm chiếc Phu hai nếu trong đầu nồi à, làm cứu lợi cho anh ta chứ không có gã máy làm máy, người ta đã làm rồi mà làm chạy không đạt á, thì lại em giúp lại cho thằng vé đạt ra thôi, có gì chút xíu nữa tiễn cho anh Long với nguyên cái đám xe này lên đường về Vĩnh Long đó. Anh em là muốn mua chi tiết rồi món đó anh em lên cái kênh gã xe gì, kênh gì Phụ Tùng Gã Xe Vĩnh Long à. Phụ Tùng Gã Xe Vĩnh Long, đặt cái kênh tên này dài dữ trời, gì đặt còn gọn lên đây. Còn gọn cho anh em tôi nhớ, nhiều khi mình đặt cái tên dài quá tôi quên Dạ. vậy đó. Thì em cái kênh em thì Nhàn Kiên Giang có 3 từ, Dạ. nhanh gọn lẹ vậy đó, em thì tính em cũng khá nhanh gọn lẹ, em không có thích mình dài dòng. Anh em có ủng hộ Phụ Tùng Gã Xe Vĩnh Long thì anh em cứ coi kênh đồ món Phụ Tùng Gã Xe Vĩnh Long đó, kênh đề xuất chưa, Mấy nay lu bu mấy xe này nên chưa có làm clip mới được nha mấy anh em. vậy làm mấy cái clip hướng dẫn nhớt cho anh em ta xài, em đây hết nhớt rồi đó. Dạ, thì Để mấy chỗ anh em nào đó nào mua nhớt thì cao cấp thì liên hệ anh Nhàn, còn dòng trung bình thì liên hệ em. bây giờ cao cấp thứ cấp thì không có đâu, anh em ở đây được người được một lon hai lon thôi, không có lon thứ ba đâu. Em cũng mua cũng giống Vĩnh Long đó, cũng mua về đăng gà máy gã máy đổ vô vậy đó. Lúc trước thì cũng tưởng nào đại lý có nhiều mình đăng bán liêu riêu chơi, bán 2 ngày hết nhất luôn, điện công ty sạch luôn. Nhà phân phối nhớt của em thì nhiều dữ lắm nha mấy anh em, cả ngàn thùng cũng có nha mấy anh em.
nhất không thể thiếu vậy nên kiếm được gần Nhất nhiều lắm. chai thì nhiều lắm. Rồi để chút xíu nữa tôi test tiếng máy chiếc phụ hai nữa cái mình xong lên long rồi. Rồi. Tới cái công đoạn cho anh em nghe tiếng máy chiếc phụ hai này cái. Anh em biết rồi, mỗi chiếc không phải là lúc nào mình cũng thay đồ đâu. Như ví dụ chiếc phụ hai anh em đã thay rồi nè, thay đầu nòng rồi nè. Có cái nồi làm tầm bậy thì em làm cái nồi lại thôi. Đâu cần thay đầu nòng mình cứ gắp căn chỉnh lại thôi. Mà nồng gắp mà mới ngon vậy có như cái thớt chứ sao xài. Anh em không biết đường lắp lắp canh tầm bậy tầm bạ đâu có chạy được. Mình lắp sao canh đúng zin chạy nó mới bốc mạnh được anh em. Lắp mà canh của người ta cỡ đó là thẳng sinh cam sao chạy được. Máy đang là vô em gu chạy bốc mạnh đàng hoàng, chút xe chạy thử rồi, cà phê rồi. Chứ này chạy mới sướng người chứ. Rồi cái máy đề nhẹ chạy, thứ gì chịu nổi. Anh em khi mà em đưa cái mic vô cái máy á, anh em nghe thịt 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 thật sự á, là cái máy nó im nó ấm mà nghe được vậy. Dùng cái máy mà nó kêu ôm sùm anh em đưa vô là nó phải nghe kêu à. Tại cái mic khi mình đặt vô khu vực nào là nghe khu vực đó. Em đặt ngay cái bô á, là nó nghe ngay cái bô, tại cái mic nó hay lắm. Mình đặt ngay đâu là nói chuyện nó sẽ thu âm ngay chỗ đó. Vậy em nói đây nè, là đưa cái mic xa ra đâu có nghe đâu. Thành ra nó không có tiếng ồn. Mình đặt ngay đâu là chỗ nào nó kêu là nó sẽ kêu ngay chỗ đó, còn nó không kêu là nó em gu à. Nó giống như em gu là cái mic em gu à. Đó, em gu là nó em gu vậy đó. Thì clip em hôm nay là làm chiếc khu 2 à. Em còn thời gian cho mấy anh để gấp mấy chiếc xe kia giết cho nó rồi. Hôm bữa nay cũng còn giao xe đi Sài Gòn cho mấy anh em nữa, không gài xe gỡ lại đó. Chứ đi nhận xe nữa, xe gỡ báo cho em hai chiếc rồi. Thì em chưa đi nhận được nên em làm sớm nghỉ sớm còn dọn dẹp. Chứ bữa nay tiễn mấy chiếc xe của thống lên cho nó trống chỗ một cái nữa. Cho nó đang gọn gãi em việc còn đặt bằng năng này kia đang mình làm cho nó nhanh gọn lẹ. Rồi nhận kỹ gian hẹn em nhiều clip kế tiếp anh em. Bye anh em, chào anh em nha.